Cái gì vậy? Một chút thành ý không đáng nhắc tới, xin nhận cho. Muốn chết rồi. Dung thiếu gia, giết gà nên dùng dao giết trâu. Mấy tên vô lại này cứ giao cho chúng tôi. Thật không ngờ cung phu của phương Nam các người hơi giống như cá mặn ở phương Nam vậy. Võ công của Dung gia các người nhất định còn hôi hơn cả cá mặn nữa. Hôm nay tôi sẽ cho mở mang tầm mắt, coi cái gì mới là cung phu của Dung gia. Cái quan tài này không dùng thích hợp hơn. Đại ca, đại ca, đánh ra. Đại ca, đánh cho tôi. Dạ, 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 dạ. Thôi, mọi người mau theo tôi dạy dỗ cho bọn họ một trận đi. Đánh mấy người ngoại tỉnh tới đây. Cô không sao chứ? Chạy đi, chạy đi.
Tôi không biết giữa các người có ân oán gì, nhưng các người ý đồng hiếp yếu, trái với đạo nghĩa giang hồ. Họ thì có đạo nghĩa giang hồ gì chứ? Tôi nghĩ là ông cùng một chuột với họ. Hôm nay tôi xử ông cùng với bọn họ luôn. Cha. Thiếu gia không sao chứ? Con trai. Dạ không sao. Có sao không? Không sao mẹ. Dám hỏi vị anh hùng này, Khuyến Tử có chỗ nào bất kính khiến ông ra tay nặng như vậy? Anh hùng, vị anh hùng này, tôi nghe danh Dung Thương Hải đã lâu, cố tình từ phương Bắc tới chúc thọ của ông ta, nhưng mà dám hành xử như vậy. Nghe giọng nói, ông cũng là người phương Bắc đó. Người phương Nam toàn là những kẻ khẩu Phật tâm xà. Anh hùng, ông nhất định phải cẩn thận. Ông nói lung tung gì vậy? Nam Bắc vốn là một nhà, hà tất chia làm hai phái chứ? Vị anh hùng này hôm nay đúng lúc tại hạ đang mừng thọ, tới đây là khách, Dung mổ kính ông một ly. Đem rượu tới đây. Xin lỗi, hôm nay tôi không muốn uống rượu. Đàn ông không uống rượu không làm bạn được đâu. Sao? Chưa từng gặp nhau, chỉ là không quen nhìn người phương Nam ăn hiếp người phương Bắc thôi. Đều là người Trung Quốc, hà tất phần Nam Bắc. Ông
Biết bơi, tại sao còn dám theo tôi lên trên thuyền này? Ông nói thật đi, nếu như là ở trên bờ thì ai thắng ai thua hả? Ở trên thuyền tôi chiếm ưu thế, còn ở trên bờ chúng ta khó phân cao thấp. Coi như ông nói lời thật lòng đó. Huynh đệ, tại hạ Dung Khương Hải dám hỏi tôn tính đại danh. Thương Hải vô biên thiên tôn ngạn, Thiết Sơn tuyệt đỉnh dân hoàng phong. Khương Thiết Sơn. Cha đúng là lợi hại thật đó, tôi phục cha quá đi à. Cha, Khương Thiết Sơn đó là gì cha? Đệ nhất cao thủ phương Bắc, ở trên giang hồ cùng hạng với cha. Ơi, đệ nhất cao thủ phương Bắc gì chứ, cũng bị cha đánh tới như con chó rơi xuống nước. Con thấy võ công của ông ta hả? Cũng chỉ có vậy thôi. Con không hiểu, muốn luận về thân thủ thật sự, cha và ông ta muốn phần thắng thua rất khó. Khương sư phụ, đừng có đánh tôi nữa. Tha cho tôi đi mà Khương sư phụ, tha cho tôi đi mà. Rút đi. Cảm ơn Khương sư phụ. Lại cho tôi. Khương cô nương, chúng ta đúng là có duyên với nhau, đi tới đâu cũng gặp được hết. Món quà mà cô đã tặng tôi phải báo đáp lại cô mới được. Các người là ai hả? Mẹ, chính là họ đã bắt con đó. Mất hàng có thể đền,
Các người dựa vào đâu bắt con gái tôi? Đúng ra trang chủ chỉ dặn chúng tôi tìm Khương cô nương thôi, nhưng coi ra Khương phu nhân cũng phải về chung với chúng tôi rồi. Đừng hòng. Muốn đánh thì để tôi lãnh giáo coi sao. Ai đó? Mau ra đây. Đừng có lên tiếng. Ngươi... thiếu gia. Hay. Hay quá đi. Tư thế này đúng là đẹp thật đó. Thì ra là Dung thiếu gia. Tôi có chút chuyện riêng phải giải quyết với hai người phụ nữ này. Các người đều là đàn ông, lại ăn hiếp hai người phụ nữ yếu đuối như vậy, đúng là không ra gì rồi. Dung khoan, đừng tưởng cha cậu là Dung Thương Hải thì ai cũng phải sợ cậu nghe. Chuyện của Sơn Trang Tỉnh Thủy chúng tôi, cậu đừng có xen vào. Hả? Hả? Tôi là ai hả? Dung khoan Phật Sơn ơi. Tôi nói cho anh nghe nha. Đối với chuyện này á, tôi phải lo. Phải lo đó. Khoan cô nương, hai người yên tâm đi, hai người không cần ra tay, tôi lo hết. Được thôi, vậy thì tôi sẽ lĩnh giáo. Thiếu gia, cậu được mà. Nếu như cậu không muốn Khương Văn Anh chết thì mau dừng tay lại. Được, tôi không đánh với anh, nhưng mà anh phải lập tức thả người ra ngay. Thiếu gia, sau này cậu đừng bao giờ dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả quỷ ra. Thả nó ra, nghe không? Nếu cậu còn dám ra tay thì họ sẽ bẻ ngón tay của cô ta luôn. Anh đúng là tiểu nhân bỉ ổi. Không tin cậu cứ thử xem. Đánh đi. Đừng đánh anh ấy. Đừng đánh nữa.
Thiếu gia, đừng đánh thiếu gia của tôi. Đại tướng, thả con gái tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả ra. Hồng Thái đỡ dao giùm cô. Hôm nay Dung Khoan vì cô cam tâm bị tôi đánh cho bị thương như vậy. Tất cả đàn ông đều phát điên lên vì cô. Tôi sẽ đưa cô về Sơn Trang Tỉnh Thủy. Cô còn chết thế nào? Làm gì vậy hả? Giải tất cả bọn họ về. Đi. Sơn Trang Tỉnh Thủy. Tôi chỉ cần hướng dẫn anh và Hồng Thái. Có bắt nhiều người như vậy về đây để làm gì chứ? Trang chủ, thuộc hạ không bắt được Hồng Thái, chỉ gặp được Khương Văn Anh và Khương Phu Nhân. Sau đó, con trai của Dung Thư Hải lại chạy ra lo chuyện bao đồng, nên thuộc hạ đã bắt tất cả về đây. Cậu bắt thì bắt đi, cậu cần gì đánh hắn bị thương nặng như vậy? Lần này phiền phức to rồi. Lúc thuộc hạ bắt bọn họ về, không có ai nhìn thấy. Chỉ bằng chúng ta giết hết bọn họ đi. Im miệng. Trang chủ, báo cáo trang chủ, Dung Thương Hải tới rồi. Có chuyện tốt mà cậu làm kìa. Ngoan ngoãn ở yên đây đi. Dạ trang chủ. Khương cô nương, yên tâm đi, cha cô và cha tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Hả? Sao anh chắc chắn như vậy chứ? Hai người họ đều là tiền bối cho Lâm, đều biết làm tới đâu là dừng lại, sẽ không sống chết với nhau đâu. Tỉ giỏ được không? Khương sư phụ. Dung lão gia, xin mời. Đợi một chút, lát nữa chúng ta đấu tiếp. Khương sư phụ,
ông vẫn ổn chứ? Dung Thương Hải, tôi còn tưởng ông là một chính nhân quân tử, thật không ngờ thủ đoạn của ông cũng bị ổi giống như môn khách nhà ông vậy. Sao lại nói như vậy? Ông hỏi con trai của ông đi. Dung Thương Hải, lần này chưa xong đâu, hẹn ngày gặp lại. Văn Anh, chúng ta đi thôi. Cha, cha không sao chứ? Cậu làm gì vậy? Khương lão sư phụ à, tôi biết là ông rất thích uống rượu, cho nên là cố tình chuẩn bị nữ nhi hồng thượng đẳng tới gả cho ông này. À, không, tặng cho ông nè. Dùng thiếu gia, vô duyên vô cớ cậu đem bình rượu tới tặng tôi làm gì? Khương lão sư phụ, tôi muốn hỏi cưới, xin ông hãy gả chăng anh cho tôi. Dùng thiếu gia, hôn sự này tôi đã từ chối rồi mà. Cậu hãy bỏ cuộc đi. Tại sao vậy hả? Khương đại thúc à, ông có thể nói cho tôi biết nguyên nhân thật sự là gì không? Cậu không biết lễ phép, mấy lần vô lễ với tôi thì tôi làm sao gả con gái của tôi cho một người như cậu chứ? Khương đại thúc, vì sự vô tri và đắc tội ông trong quá khứ, tôi tạ lỗi với ông. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Những lúc cần tới tôi thì quỳ xuống cầu xin, những lúc không cần tới tôi thì không coi tôi ra gì cả. Cậu tưởng là tôi sẽ chấp nhận sao? Khương đại thúc à, trước đây thực sự là tôi không có hiểu chuyện, cho nên tôi mới mạo phạm ông. Nhưng mà bây giờ tôi biết lỗi rồi mà, tôi sẽ sửa. Tôi thật lòng yêu thương Văn Anh mà, cầu xin ông tác thành cho. Dung Khoan, cậu hiểu con gái tôi được bao nhiêu phần? Cậu có dám bảo đảm cả đời này không hối hận, không thay lòng không? Từ khi quen biết Văn Anh, tôi bắt đầu hiểu được cảm nhận của người khác, suy nghĩ cho người khác. Tuy những chuyện tôi biết còn rất là ít, nhưng mà tôi nhất định cố gắng học hỏi, cố gắng đi làm. Tuy thời gian tôi quen biết Văn Anh cũng không dài, nhưng mà tôi khẳng định cô ấy là người mà tôi phải trân trọng cả cuộc đời. Tôi phải dùng thời gian và nỗ lực trong cuộc đời này của mình để cho cô ấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Khương đại thúc à, Tôi xin thúc hãy hứa với tôi đi mà. Tôi sẽ không vì vài câu đơn giản của cậu mà thay đổi chủ ý đâu. Tôi thấy cậu nên quay về đi. Vậy rốt cuộc phải làm sao mới chịu hứa với tôi? Dung Khoan à, vì con gái của tôi, cậu thật lòng chuyện gì cũng làm sao? Phải, vì Trang Anh, chuyện gì tôi cũng dám làm. Được, nếu cậu có thể uống hết giọt rượu này trong một hơi thì tôi đồng ý cho Văn Anh lấy cậu.
Được rồi, đừng có uống nữa. Không được, tôi chưa có uống xong mà. Được rồi. Du đại ca, Du đại tẩu, Thiên Sơn quá vô dụng, không những không thể điều tra ra hung thủ giết hai người, báo thù cho hai người, mà hiện nay cũng không tìm được tung tích của Du công tử. Tiểu nữ Văn Anh cũng đã tới lúc phải lấy chồng rồi. Thân làm cha, tôi thật sự không nhẫn tâm để con gái phiêu bạc giang hồ. Hôm nay tôi hủy bỏ hẹn ước, đem con gái gả cho con trai của Dung Thương Hải là Dung Khoan. Mong hai người tha thứ. Thiết Sơn ở đây xin tạ tội với hai người. Tiểu tử thối, nếu sau này cậu dám có lỗi với con gái của tôi sẽ đánh bể đầu của cậu đó. Khương sư phụ, ông thực sự đồng ý đem con gái cả cho tôi thật hay sao? Thật hả? Tốt quá rồi, Khương sư phụ đồng ý cả con gái cho con rồi. Wow. Wow. Cái gì hưng thân phụ lão, có tiền thì ủng hộ tiền, không có tiền thì đứng cổ vũ. Hay quá rồi, chúng ta nhìn kìa, hay quá trời luôn á. Im miệng. Hay, đặt thiếu giờ. Hay. Mượn miếng đất phong thủy ở chỗ này, mong mọi người thưởng chút tiền cho chúng tôi. Tục ngữ nói, ở nhà thì nhờ cha mẹ, ra đường thì cậy bạn bè. Đánh hay hơn tiểu thư luôn á. Im miệng đi. Đâu bà tiểu thư đâu. Hay đúng là quá đáng. Thiếu gia, thiếu gia quên rồi hả? Lão già đã nói gì cho chúng ta? Đừng có chuyện bao đồng nữa, bao nhiêu thôi. Quá đáng. Một hai tôi lên dừng tay. Sao vậy? Vậy cha. Anh dễ cha. Sao vậy? Tới đây, tới đây với ta đi. Chạy mà. Cái đường khốn kiếp đi. Thiếu gia, ôi, ai, không có đi. Đó là ai vậy? Hay lắm. Dám đánh người của tôi hả? Tôi đụng chết anh nè. Dám đánh bổn thiếu gia? Ta thấy người không muốn sống ở Thiều Quan rồi. Đúng rồi, đánh hắn biết đi. Đáng lắm. Ta tự tưởng người giỏi lắm. Cứ chấm mắt lại bà con nha. Cứ chờ ta ha. Đi lên. Cảm ơn. Không còn cảm ơn gì nữa. Nghe ra chuyện rồi, mau đi thôi. Rồi đi thôi. Cảm ơn. Đi thôi. Đi thôi. Rau cải xanh đây. Nó
không được đây. Đậu phộng luộc nóng sổi vừa thổi vừa ăn đây. Rau cải xanh đây. Rau cải xanh đậu ngon đây. Xin mời tự nhiên. Mãi vô, mãi vô. Bán cho bố đồng chiên đây. Kẹo mật ong đây. Bột chiên đây. Kẹo mật ong đây. Bột chiên đây. Ông chủ. Hả? Cho tôi chén nước uống đi. À, được, được, được. À, của cô đây. À, cảm ơn. Ông chủ. Hả? Cho hỏi chỗ này cách từ Ân Tự còn bao xa? À, ra cửa thành đi về hướng đông khoảng 20 dặm đó. Ờ, à, cảm ơn nha. À, được cả sáu, được cả sáu. Cảm ơn. Cái tên khốn nạn đó muốn bị đánh mà. Hắn đối với cô nương đó như thế nào? Ta muốn dạy dỗ hắn một trận không được hay sao? Ta đánh. Ờ thiếu gia, tôi thấy chúng ta đừng đi dạo nữa. Tôi lo là đám người đó sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Chúng ta mau chóng trở về nhà trọ đi. Nếu để lão già biết được sẽ dùng gia pháp. Dùng gia pháp với chúng ta đó thiếu gia. Tôi chịu không nổi nữa rồi. Ủa? Ừ, thiếu gia. Khư cô nương, là con thật sao? Anh. Ủa? Sao cô lại tới Thiều Quang vậy? Tôi cố tình tới đây tìm anh. Được, được, được. Đi thôi, đi thôi. Chúng ta tới nhà trọ đi. Hả? Ma phủ. Nói cha biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Là ai đánh con như vậy? Cha, con có lỗi với cha. Con yên tâm, cha sẽ báo thù cho con. Hắn đánh con thê thảm như vậy, cha phải lột da của hắn mới được. Con nói đi, rốt cuộc là ai làm? Con không biết nữa. Hai người đàn ông đó hình như từ chỗ khác tới. Đương nhiên cha biết là người ở chỗ khác. Người địa phương chúng ta ở Thiều Quang. Ai dám kiếm chuyện với cha chứ? Tóm lại tay của con cũng không giữ được nữa. Con cũng không có muốn sống nữa đâu. Ê, được, 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 không sao, không sao. Không có vấn đề đâu, được rồi, được rồi, được rồi. Ê, các người lập tức đi điều tra coi hai người đó đang sống ở chỗ nào. Tôi không tin là họ thật sự ăn gan hùm mật gấu rồi. Dạ, lão gia. Chúng tôi đang đi trên đường, thấy một người già đang mãi nghệ và con gái cô mấy. Hai người mãi nghệ đó, rồi đột nhiên hả, có một ác bá chạy chiếc xe Tây Dương hai bánh gì đó, dẫn theo một đám người xông vào trong đó. Họ vừa xông vào đã đụng cô gái đó té ngã. Ai ngờ đâu, hắn không những không xin lỗi, còn hiếp hai cha con họ. Tôi thực sự không thể nào bỏ qua được, nên đã ra tay giúp đỡ. Sau đó thì sao? Sau đó thiếu gia nhà tôi đã đánh bọn khốn đó máu chảy đầu rơi luôn, bỏ trốn luôn rồi. Nếu như hai người nói bọn ác bá đó dẫn theo một đám người, chứng tỏ họ cũng có thế lực nhất định ở nơi này. Tôi cảm thấy hai người nên nhanh chóng rời khỏi đây. Mất công họ tìm tới đây để báo thù. Sợ cái gì? Tôi đâu có làm chuyện gì lén la lén lút đâu mà sợ. Nếu anh dám tới thì lính tới, tướng đỡ, nước tới, đất cản. Nếu anh không đi, tôi đi. Văn Anh, sao vậy hả? Không lẽ chuyện này là tôi làm gì sai sao? Anh không làm gì sai. Dung Quan, tôi tới Thiều Quang là muốn nói với anh một câu. Tôi muốn quỷ hôn. Hơn nữa tôi sắp phải về Tế Nam rồi. Anh hãy tự lo cho mình đi. Văn Anh, tôi xin lỗi. Xem ra thì hôm nay tôi lại chọc cô không được vui rồi. Nhưng mà cô đừng về đó một mình mà. Khuyên về không được an toàn đâu. Hay làm vậy đi. Tôi sẽ đi. Bây giờ tôi cùng với Đại Thống đi tới Từ Ân Tự. Đại Thống. Ừ, thiếu gia, gọi tôi hả? Mau chóng đi thu dọn đồ đạc. Giờ chúng ta sẽ tới Từ Ân Tự. Ừ, giờ luôn hả? Ừ. Ừ,
Ồ. Vân Anh, để tôi tưởng tượng quay trở về, tôi nhất định sẽ tới Tế Nam để tìm cô. Mà lâu dạ, khuyên như vậy rồi. Tôi hỏi ông, hai người đàn ông từ địa phương khác tới đây đang ở đâu? Hình như họ đã đi rồi, nhưng có một vị cô nương đang ở đây. Các người muốn làm gì? Tôi hỏi cô, đám đàn ông đi chung với cô đang ở đâu? Đàn ông gì chứ? Tôi không biết. Nói. Tôi không biết, tôi không biết thật mà. Bắt cô ta. Dạ. Nè. Ủa thiếu gia, sao cậu dừng lại vậy? Tôi muốn quay về. Hả? Về đâu vậy? Tôi phải về nhà trọ tìm Văn Anh. Tôi không cam tâm. Tôi không cam tâm rời xa Văn Anh như vậy. Thiếu gia, thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu gia. Tiểu Nhi. Hả? Vị cô nương ở trong căn phòng đó đâu rồi hả? Sao lại mất tiêu rồi? Sao hai người còn dám quay về nữa? Nói vậy là sao? Lúc nãy mà lão già tới đây đó, không thấy hai người nên đã dẫn cô nương đi mất tiêu rồi. Cái gì? Thiếu gia, xong vô trong. Ừ. Cậu có được không? Đi theo tôi. Đại thống. Tôi nhảy từ cửa sổ vào trong. Cậu đi tìm một chiếc xe ngựa tới đón tôi nghe. Không phải chú thiếu gia, như vậy nguy hiểm lắm. Mau lên đi. Vậy thiếu gia, cậu cẩn thận nha. Được, đợi tôi, đợi tôi á. Cô chính là cô gái mà cha ta dẫn về đây đó sao? Cũng xinh đẹp lắm chứ. Hèn chi cha của ta muốn cưới cô làm tiểu thiếp của ông ấy. Nhưng mà cha của ta đã đi đánh mặt trượt rồi. Để bổn thiếu gia thử trước nha. Hôm nay cô phải ngủ với bổn thiếu gia.
Cứu mạng với, cứu, cứu với, cứu tôi với. Cô cứ hét lớn lên đi, bây giờ đang ở Maya của chúng tôi, cho dù bây giờ cô la bể cái cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu cô đâu. Cứu mạng với. Cứu tôi. Đồ khốn kiếp. Cứu tôi. À, quay. Bà đứng dậy. Đứng dậy. A Khoan. A Khoan. Anh, không sao chứ? Không sao. A Khoan. Lúc nãy làm tôi hết hồn. À, không sao thì tốt rồi. Cũng may là anh tới được đây. Rồi, đi thôi. Mau. Phải làm sao đây? Hả? Người đâu? Cô gái đó được cứu rồi. Bắt lấy đi. Đừng để cô ta chạy. Đứng lại. Nhân anh, đi trước đi. A Quan, còn anh thì sao? Đi mau đi, mặc kệ tôi. Đi mau. A Quan. A Quan. Bắt lấy bọn họ. Đi. Mau, mau, lên, mau. Thôi. A Quan, mau đi đi. A Quan, đâu có đây. Thiếu gia, mau lên xe, mau lên. A Quan, mau đi thôi. Mau lên thôi. Cẩn thận đó. A Quan, mau đi thôi. Mau đi thôi. Mau lên. Mau lên. Mau. Thôi cô nương, mau lên xe. Mau, mau lên. Đi. Cậu dẫn nó. Chờ. 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 Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu tôi tới sớm hơn một chút thì cô không cần bị họ ăn hiếp đâu. Điều tại tôi không tốt. Muốn trách thì trách số tôi không tốt. Sao tôi lại gặp phải những chuyện xui xẻo như vậy chứ? Những lời đáng lòng như vậy không giống như lời của cô nói ra đâu. Tôi thà rằng cô vẫn còn là một nha đầu cứng đầu, trừng to mắt chửi tôi là tiểu tử thối. Sau khi tôi rời khỏi nhà, không ngừng gặp xui xẻo. Trước đây bị Sơn Trang Tỉnh Thủy bắt đi, suýt chút bị đánh chết. Hôm nay suýt chút bị làm nhục. Đột nhiên tôi thấy rất sợ. Trước giờ tôi chưa từng cảm thấy sợ như lúc này. Nhân anh, cô hãy quên hết tất cả những chuyện không vui này được không? Đã qua hết rồi, cô nên nghỉ ngơi một chút đi được không? Nè, dựa vào vai tôi ngủ đi. Ngủ một chút cho khỏe. Trời ơi, kêu cô dựa thì dựa đi. Cho
Cha, cha phải báo thù cho con đó. Mau đuổi theo cho tôi, cho dù có lật tung thì quang lên cũng phải tìm được hắn ta cho tôi. Tôi phải bấm tên súc sinh này ra, tôi muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Mau đi đi. Dạ. Cha, con muốn cha báo thù cho con à. Ai da, cha biết rồi, cha biết rồi. Không phải cha đã phái người đi bắt họ rồi đó hay sao? Hả? À? Được rồi, đừng cha khóc, đừng khóc. Đó, đừng, 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 đừng. À, quang nha, quang nha, hả, à, quang. Từ anh Tình. Đây là lá thư cha đưa cho người. À, cậu chính là Dung Khoan. Dạ, sư thúc. Cha kêu con tới để học tập người, hy vọng là người chỉ giáo thật nhiều cho con. Sư phụ, sư phụ. Sư phụ, bên ngoài có một đám người xông vào đây. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Đại sư, gần đây có khỏe không? A-di-đà Phật. Thì ra là ma thí chủ. Trước giờ tự ân tử chúng tôi nước sông không phạm nước giếng với bên ngoài. Hôm nay ma thí chủ tới đây không biết có chuyện gì hay không? Nói đúng lắm đó đại sư. Vốn dĩ tự ân tử các người không dính líu gì với bên ngoài. Nhưng mà hôm nay các người bao che tội phạm. Ma thí chủ sao lại nói như vậy? Chính là hắn đã đánh đứa con bảo bối của tôi. Thì ra tên cầm thú đó là con của ông sao? Sao không đi hỏi hắn ta, hắn làm ra những chuyện gì? Tôi thấy cậu đúng là chán sống rồi đó. Ủa? Hả? Giang Anh. Giang Anh. Thưa cô nương. Giang Anh. Giang Anh, tỉnh lại đi. Thưa cô nương. Giang Anh, cố gắng lên. Thưa cô nương. Mà thí chủ tuy bận tăng không đi ra ngoài, nhưng những hành vi của quý công tử làm ở thiền quan cũng có thể nghe nói qua. Ông hãy quay về hỏi cho rõ ràng trước đi. Lùi một bước biển rộng trời cao, bần tăng được người quen ủy thác chăm sóc vị tiểu thí chủ này. Nếu một mực muốn lấy đi tính mạng của cậu ấy thì bần tăng sống chết với ông. Sao vậy hả đại sư? Muốn chống đối với tôi có phải không vậy hả? Con trai ông lại cho tôi đánh đó. Người nào làm người đó chịu? Có bản lĩnh dám vào tôi đi. Cái tha gì chứ, cậu dám ngang ngược ở chỗ của tôi sao? Mà thí chủ, cậu ấy là con của Dung Thương Hải Phật Sơn. Con trai của Dung Thương Hải. Được, kêu cha của cậu trong vòng 3 ngày tới gặp tôi. Nếu không, tôi sẽ đốt hết cả tự ân tự này. Đi. Sư thúc, tình hình của Giang Anh sao rồi? Sao cô ấy vẫn còn chưa tỉnh vậy? Cô ấy mất máu quá nhiều mới bị ngất xỉu. Tôi đã lấy viên đạn ra rồi, cậu cứ yên tâm đi. Dạ. Lát nữa khi lấy đạn, cậu giúp tôi đè cô ấy lại. Nếu không cô ấy sẽ nhúc nhích. Giang Anh, Giang Anh, Giang Anh à, bình tĩnh lại đi. Nè, Giang Anh à, đừng nhúc nhích mà. Nè, đừng nhúc nhích. Giang Anh à, cô chịu được một chút đi. Nè, cắn tay tôi đi. Cắn tay tôi đi. Nè, sẽ không đau nữa. Nè, cắn đi. Cắn đi. Mau cắn tay tôi đi. À, khoan.
Sư thúc, tuy lần này chỉ là ngoài ý muốn, nhưng cậu thật sự đã chuốc lấy phiền phức rồi. Con quả thật quá manh động rồi, nhưng mà lúc đó thật sự con không thể nào nhìn được. Nhưng mà bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề, chỉ khiến vấn đề càng ngày càng tệ hơn thôi. Ừ, con biết rồi. Con đã viết một bức thư kêu đại thống đem về Phật Sơn, nhanh chóng mời cha con tới đây rồi. Cho dù Dung sư phụ đi tới đây, chuyện này cũng khó giải quyết lắm. Dung phụ, ủa, hả? Đại thống về rồi hả? Lão già đâu? Lão già ở nhà chính á. Lão già, lão già, sao cậu về đây rồi? Không phải đang ở Thiều Quan sao? Lão già, ông đọc bức thư này trước đi. Qua đây. Đúng thật là vô pháp vô thiên rồi. Lão già, chuyện này không thể trách thiếu gia, đều tại cái tôi. Tôi biết, tôi không phải nói nó. Bắc Thành, mau chuẩn bị ngựa đi. Dạ. Cha. Ông Dung à, tôi đi chung với ông nghe. Dung sư huynh, sư đệ mới đó đã tới rồi. Mau dẫn chúng tôi đi thăm A Khoan đi. Được. Mời. Mời. A Khoan hai hôm nay chăm sóc Giang Anh không rời nửa bước. Dung sư huynh, Khương sư phụ
Giang Anh không có chuyện gì đâu, hai người cứ yên tâm đi. Cha, mọi người tới rồi. Khương sư phụ. Cũng tại vì tôi, Giang Anh mới ra nông nỗi như vậy. Con thực sự có lỗi. Không sao, chuyện này không trách cậu được. Ông Dung à, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi tính sổ với tên họ Ma kia. Hắn đúng là hiếp người quá đáng, chuyện này không thể bỏ qua được. Khương sư phụ, Ma đại phiền này ở Thiều Quan là một tay che trời, kể cả quan phủ cũng nghe lời. Cứng chọi cứng, e rằng hai bên đều bị thương đó. Cho dù là một tay che trời, tôi cũng phải bắt hắn cúi đầu nhận tội. Tôi thấy hay là như vậy đi, ngày mai tôi đi tới đó trước, xem coi có cách nào có thể hóa giải hay không. Dù gì chúng ta ra ngoài đường, nhiều một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Ông ở lại đây chăm sóc cho Giang Anh. Ma phù. Gia chủ, ông ấy tới rồi. Tại hạ Dung Thượng Hải, Phật Sơn. Thương Hải vô biên thiên tác ngạn. Tôi còn tưởng Dung Thương Hải có ba đầu sáu tai gì chứ. Thì ra cũng chỉ có như vậy thôi. Đều là bạn bè giang hồ yêu quý thôi, khiến trang chủ chê cười rồi. Tôi nói thẳng luôn, tôi hỏi ông, ông chiều con hành hung thì đáng tội gì? Trang chủ nói quá rồi, chuyện này e rằng có một chút hiểu lầm. Tuy Khuyển Tử lỗ mãng nhưng không tới mức làm bậy làm càn. Làm sao trang chủ không đợi điều tra rõ ràng mới tới hỏi tội chứ? Ông nói như vậy là trốn tránh trách nhiệm. Chẳng lẽ con trai tôi làm bậy làm càn hay sao? Theo tôi biết được thì hôm mà xảy ra chuyện là Lệnh Lang đối với con dâu tương lai của tôi âm mưu bất chính, có ý tổn thương, Khuyển Tử mới ra tay đánh cậu ấy. Ai là con dâu của ông vậy hả? Ông đừng nói không thành có nghe chưa. Con dâu của tôi là ái nữ của Khương Thiết Sơn, tổng tiêu đầu tiêu cục Uy Diễn phương Bắc, Khương Giang Anh. Lôi luôn Khương Thiết Sơn ra đây hả? Hả? Tôi nói cho ông biết nha, cho dù hai đại cao thủ các người cùng xông lên, tôi cũng không sợ. Tôi không có ý đó, chỉ muốn nói sự thật cho trang chủ biết thôi. Sự thật nhảm nhí gì chứ hả? Rõ ràng là lời nói một phía mà con trai ông và con dâu của ông thông đồng với nhau. Được rồi, nếu bây giờ không tìm được người khác làm chứng thì ma trang chủ định làm sao kết thúc chuyện này? Tôi muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Tôi nói cho ông biết, đại phu nói rồi, con trai tôi dù có trị khỏi, vai phải cũng bị phế. Cho nên tôi muốn ông trả nó một cánh tay. Tại hạ hiểu về y thuật, ma trang chủ có thể để tại hạ xem cho Lệnh Lang không? Ý là sao đây? À, không tin lời tôi có phải không? Không phải ý được này. Rồi đừng nói nữa. Trong vòng 3 ngày, nếu ông không giao ra được một cánh tay thì tôi sẽ đốt cháy cả cái tự ân tự. Ma trang chủ nói xa quá rồi, chuyện này liên quan gì tới tự ân tự? Liên quan hay không thì sao? À, nơi này là Thiều Quan, còn đó liên quan là liên quan. Ông là rồng thì hãy ở yên một chỗ, là hổ thì nằm xuống cho tôi. Tôi là người làm chủ. Ma trang chủ, hà tất cố ý làm lớn chuyện như vậy? Ừ.
Nếu không muốn Từ Ân tự gặp chuyện cũng được thôi. Ông phải chơi chung với tôi. Tôi nghe nói là côn pháp của ông ở Phật Sơn cũng được gọi là đệ nhất. Vậy thì tôi phải mở mang tầm mắt. Tôi không tin là ông né được ba chiêu của tôi. Đi, ông hãy đánh đi. Ông qua được chiêu thứ ba của tôi không? Tôi không qua được chiêu thứ ba của ông. Ông biết là tốt. Tôi nói cho ông nghe, trong vòng 3 ngày đem một cánh tay tới đây. Tiễn khách. Cha, người nào làm người đó chịu? Quả này do con gây ra. Chuyện này cứ để cho bản thân con tự chịu trách nhiệm đi. Đủ rồi, cha sợ con lại làm bậy nữa. Sư huynh à, hay là vậy đi, bây giờ mọi người mau chóng về Phật Sơn, cho dù ở đây xảy ra chuyện gì đều để cho một mình đệ nghĩ cách. Không được, tuyệt đối không được, bất luận thế nào cũng không được liên lụy tới Từ Ân Tự. Ông Dung à, hay là như vậy đi, thứ nhất chúng ta không cần phải chặt tay, thứ hai chúng ta cũng không cần bỏ trốn. Ngày mai hai chúng ta cùng nhau đi giải quyết chuyện này. Khương sư phụ, cậu không cần nói nữa, tự tôi có cách rồi. Cậu hãy ở lại đây giúp tôi chăm sóc cho Giang Anh đi. Dạ. Tôi đã đưa người tới rồi, có muốn chặt tay hay không ông tự xem xét đi. Ông cũng không có gan giở trò gì đâu. Bây giờ nhìn đi, kẻ thế thân cũng đã tìm được rồi. À, ông có tiền có thế, tìm kẻ thế thân cho con trai của ông chẳng phải chuyện dễ dàng hay sao hả? Còn ông là ai? Khương Thiết Sơn của Tiêu Cục Quy Diễn. Ồ, ây da, ông chính là Khương Thiết Sơn Quy Chấn Hoàng Đông với chiêu Chí Mạng Tỏa Hầu Thương đó hả? Thật kinh, thật kinh. Ê à, Nam Thương Hải Bắc Thiết Sơn, Nhất Nhạc Kình Thiên Tuyệt Thế Gian. Ê, ở trong dân gian trẻ con cũng biết điều này mà. À, tốt quá rồi, hôm nay hai đại cao thủ Nam Bắc đều tới chỗ của tôi rồi. Được. À, ở trước mặt người thật có đôi chút cảm thấy hữu danh vô thực. À, Dung Thương Hải ở trên giang hồ là người uy chấn võ lâm phương Nam đó. À, có điều vào đấu với tôi cũng chỉ có 3 chiêu đã bại dưới tay của tôi rồi. À, Khương sư phụ, sao đây hả? Hôm nay ông tới đúng lúc lắm, chúng ta cũng đánh vài chiêu đi, để coi ông với hắn có phải là giống nhau hay không, cũng chỉ là hữu danh vô thực.
Nếu thật sự là như vậy thì sau này phải gọi là Nam Thương Hải, Bắc Thiết Sơn, cả đời anh Minh, thua Thiều Quang. À? Được. Sao hả? Khương sư phụ à, có gì từ từ nói. Ông bỏ thương xuống đi, tôi đảm bảo sẽ để ông bình an rời khỏi chỗ này. Được. Cánh tay mà ông cần, chúng tôi sẽ cho ông. Người đã ở đó rồi, muốn tay trái hay tay phải tự ông chặt đi. Đưa dao đây. Hả? Tiểu Phiền. Cha. Cha. Cha cứu con đi cha. Cứu con đi cha. Các người, các người dám à, dám bắt cóc con trai của tôi. Đây là con trai của ông à? Chẳng phải ông nói con trai ông bị tàn phế rồi sao? Thằng bé này ngoài việc trên mặt có vài vết thương ngoài da, hai cái tay của nó còn rất linh hoạt. Ma Trang chủ, bây giờ con trai của ông đã bình an vô sự, tôi thấy chuyện này nên chấm dứt tại đây, đừng có dây dưa nữa. Nếu ông vẫn còn cố chấp thì ông sẽ chuốc lấy phiền phức và khổ đau thôi. Nếu ông muốn nửa đời sau phải sống một cuộc sống thấp thỏm lo âu thì chúng tôi sẽ chơi tới cùng. Cha, con không muốn báo thù nữa đâu. Bỏ qua mọi chuyện đi cha, bỏ qua đi. Hả? Sao hả? Con của ông cũng đã thay đổi ý định rồi, chẳng lẽ ông vẫn cố chấp như vậy sao? Mau đi đi, tôi không muốn gặp lại mấy người nữa. Nào, mời, mời. Tôi thật sự không ngờ ông lại nghĩ ra chiêu này, lấy gậy ông để đập lưng ông, đúng là diệu kế mà. Cũng do ông nhắc nhở thôi, vốn dĩ tôi định chuẩn bị đối đầu với họ rồi. Sau đó tôi nghĩ tới chuyện lúc vượt ngục ở Phật Sơn, đột nhiên bừng tỉnh mới nghĩ ra được chiêu này. Sư huynh à, lần này hai người liên thủ xuất kích làm rất hay, cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Chúc mừng, chúc mừng. Nhất Sơn đại sư, tôi thấy với vết thương hiện giờ của Văn Anh, chúng tôi tạm thời chưa thể về Phật Sơn, vẫn phải ở đây thêm vài ngày nữa. Khương sư phụ khách sáo rồi. Nè, uống trà đi. Ông Dung à, tôi thấy đợi vết thương của Văn Anh khỏi rồi quay về Phật Sơn thì hãy làm cho xong hôn sự của tụi nó đi. Đương nhiên rồi. Tôi tự làm chứ. Đừng nhúc nhích, bị thương mà còn không ngồi yên, coi chừng làm vết thương nứt ra thì phiền phức đó. Anh có phải đừng ở trước mặt tôi nói hai từ phiền phức hay không? Anh nói như vậy làm tôi khó chịu. Tôi không nói nữa. Cả đời này cũng không có nói nữa. Cả đời cái gì chứ? Nói cái gì vậy? Văn Anh, tôi muốn hỏi câu chuyện này, cô phải nói thật cho tôi biết đó. Ừ. Hôm đó Ma Đại Phiền chỉ súng vào tôi, tại sao cô lại đỡ giùm tôi vậy?
Lúc đó tôi nhận ra ông ta không có ý tốt rồi. Người này giống như Lâm Nhược Phi vậy. Bề ngoài nói lời tốt, sau lưng lại đâm lén mình. Sau này tôi sẽ không mắc bẫy đám người xấu này nữa. Chứ không có nguyên nhân nào khác sao? Không lẽ là cô không nghĩ tới tôi hay sao? Đương nhiên tôi nghĩ tới anh rồi. Lúc đó tôi sốt ruột nên xông ra đỡ đạn luôn. Tôi biết mà, cô không nỡ để cho tôi chết nên mới xông ra đỡ đạn cho tôi. Phải vậy không? Anh nói bậy cái gì vậy? Đừng có mơ. Tôi là làm việc nghĩa hiệp. Lúc đó đổi lại là một con chó, tôi cũng sẽ xả thân xông ra cứu nó mà. Nếu như tôi thực sự là một con chó, vậy thì cô chính là một con chó mẹ. Anh nói bậy. Sao rồi? Văn Anh à, cô có sao chứ? Nè, đưa tôi xem. Nè, trời ơi, lần sau tôi không chọc nữa ha. Tôi xin lỗi nha, để tôi xem. Điều tại tôi không tốt, điều tại tôi hết. Tôi gạt anh đó. Nếu anh còn dám chọc tôi sẽ xử lý anh. Được. Tôi mong cô nhanh chóng khỏe lại. Và tôi mong cô sớm ngày tới xử lý tôi. Nhưng mà cô cũng phải dưỡng thương cho khỏe lại mới được đó. Hả? Giang Anh. Tôi mong cô có thể thu hồi lại một câu nói. Câu gì vậy? Chính là cái câu hôm đó cô đã nói với tôi ở nhà trọ. Hôm đó ở nhà trọ, Tôi nói với anh là quỷ. Dung Thương Hải, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Rốt cuộc là đi hay là không? Tôi đã nói rồi, tôi sinh ở Phật Sơn, lớn lên ở Phật Sơn, có nói gì tôi cũng không rời khỏi nơi này. Có câu nói, đời người ở đâu cũng tương phùng. Lý Kình Thiên, không ngờ phải không, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nam Thương Hải, Bắc Thiết Sơn, Nhất Nhạc Kình Thiên tuyệt thế gian. Không ngờ bốn người chúng ta lại gặp nhau ở Phật Sơn này. Đây gọi là không phải quan gia không gặp nhau. Miêu Nhất Nhạc, trước giờ ngươi coi bốn bể là nhà, tại sao ngươi lại tới Phật Sơn và xen vào chuyện này chứ? Trước giờ ông cũng ở phương Bắc mà, vậy ông tới Phật Sơn vì lý do gì chứ? Ta khuyên ngươi hãy lo chuyện của nhà mình, đừng xen vào chuyện nhà của người khác. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Xem ra tôi phải lo chuyện bao đồng này rồi. Dung Thương Hải, ngươi tưởng là ngươi tìm Miêu Nhất Nhạc tới đây là qua ải được sao? Có lẽ là ý trời. Đúng lúc Miêu lão tiền bối đi ngang qua đây tới làm khách nhà tôi. Đây cũng có thể gọi là tà không thắng chính. Hãy
Dung. Công công, Miêu Nhất Nhạc, ta không tin là ngươi sẽ ở đây cả đời. Hai người phải cẩn thận, hắn không bỏ qua đâu. Hơi! 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 Ủa, là ai vậy? Là ai vậy? A-di-đà Phật, thí chủ có chuyện gì không? Dung Thương Hải và Diêu Lập Trung đã ở đây có phải không? Tôi nghĩ các người bị nhầm lẫn rồi. Nơi này là Phật Môn Thanh Tịnh, tìm người xin mời tới chỗ khác tìm. Lục soát đi. Dạ, lục soát. Phật Môn Thanh Tịnh sao dám xông vào? Kẻ nào dám cản, giết! Hình như là cái bản đồ. Để tôi ra ngoài xem. Dung gia, nếu đây thực sự là một cái bản đồ thì vị trí dấu kho báu của họ ở đâu chứ? Cậu có cảm thấy con đường đi này có vẻ như giống cây nhân sâm hay không? Lão gia, lão gia, không xong rồi. Bên ngoài có một đám người đánh nhau với Nhất Sư Đại Sư rồi kìa. Dung Thương Hải, mau giao nhân sâm ra đây. Dung lão gia, tôi đi cản lại, ông đi trước đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lý Kình Thiên, còn muốn đánh tiếp hay không đây? Dung Thương Hải, ta không tha cho ngươi đâu. Chúng ta đi. Cảm ơn tiền bối cứu giúp. Chúng tôi nhận được tin của bác Thành nên lập tức tới đây. Cũng may tới đây kịp thời. Sao rồi? Không sao đâu chứ? Dạ, không sao. Dung lão gia, nhân sâm đã bị đốt mất một nửa, chắc họ cũng không biết được bí mật của bản đồ kho báu. Tuy bản đồ kho báu bị cháy, Lý Kình Thiên nhất định sẽ nghĩ cách khác. Chúng ta vẫn phải cẩn thận. Lão Phật gia, nô tài không làm được việc. Nô tài tội đáng muôn chết, chết cũng không tự. Đại thánh bị giết, nô tài thấy không cam tâm. Nô tài dẫn dắt hơn 100 người lưu lạc khắp nơi, ở khắp nơi các tỉnh, thành lập hội Lam Đao. Vì khôi phục vương triều Đại Thanh, nô tài thật sự đã cúc cung tận tụy. Vì để kiếm được kinh phí khởi binh, trải qua biết bao nhiêu cực khổ, đi tìm bản đồ kho báu. Nhưng không may bản đồ đã bị cướp. Nô tài căm phẫn trong lòng, ăn ngủ không yên, hy sinh không ít thuộc hạ. Tới cuối cùng mọi chuyện cũng công cốc hết rồi. Hận tinh nghịch tặc Dung Thương Hải, hắn cố ý đốt bản đồ kho báu, đã phạm phải tội tài đình. Nô tài sẽ lấy thủ cấp của hắn để tế lăng mộ tiên đế. Lão Phật gia, trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ.